tranh giành Bộ Công an, ba con sư tử tấn công ba con báo, cửa nào dành cho loài báo đây? Vào ngày 17 tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng đưa ông Nguyễn Văn Nên, khi đó đang là chánh văn phòng Trung ương Đảng, để về Sài Gòn tiếp nhận chức Bí thư Thành ủy. Khi mới về làm lãnh đạo của thành phố, ông Nguyễn Văn Nên là Ủy viên Trung ương Đảng. Đây là tiền lệ chưa từng có trước đó, bởi Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh luôn phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Tuy nhiên, lúc đó, thế lực của Tổng Trọng bao trùm trong Đảng nên ông cứ tạo ra tiền lệ riêng cho mình. Bố trí cho Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trước, rồi sau đó đưa vào Bộ Chính trị sau. Đến đầu năm 2021 thì quả thực ông Nguyễn Văn Nên được ngồi một ghế trong Bộ Chính trị. Hiện nay chức Bộ trưởng Bộ Công an đang được dư luận rất quan tâm. Vị trí này lâu nay cũng do Ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ. Dựa vào tiền lệ này, một số phân tích cho rằng tân Bộ trưởng Bộ Công an kỳ này phải là một trong các Ủy viên Bộ Chính trị, và từ đó người ta đưa ra ba cái tên: Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình, Trần Cẩm Tú, hoặc Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú, Nguyễn Văn Nên. Cũng dựa vào tiền lệ này, người ta đã loại ba cái tên khác, đó là Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Chế độ này là vô pháp, từ ngoài xã hội cho đến trong nội bộ của Đảng Cộng sản. Đối với dân thì chính quyền hành xử theo kiểu luật là tao, tao là luật. Giữa các đồng chí với nhau, kẻ nắm quyền cũng áp dụng quy tắc kẻ mạnh, luật là tao, tao là luật. Mà người thực hiện điều này nhiều nhất chính là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Luật Đảng giới hạn tuổi, giới hạn số nhiệm kỳ và đặt điều kiện về sức khỏe lãnh đạo, nhưng Tổng Bí thư có xem Đảng luật ra gì đâu. Ông vẫn phá bỏ, vẫn áp dụng điều kiện ngoại lệ cho mình và chà đạp lên cả điều lệ Đảng. Với vị trí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trọng cũng phớt lờ tiền lệ của Đảng để đưa một Ủy viên Trung ương Đảng về nắm chức này. Hay ở Đại hội lần thứ 13 của Đảng, ông đưa Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa lên nắm chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Vị trí trước đó đều do Ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ, nhưng không ai dám bắt bẻ ông cả. Ông đang là kẻ mạnh nhất thì ông có quyền, chỉ đơn giản có vậy mà thôi. Vào ngày 14 tháng 5, tờ báo BBC tiếng Việt có bài "Ai có thể làm Bộ trưởng Công an nếu ông Tô Lâm nhận nhiệm vụ mới?" Trong đó tác giả đưa bài viết ra ba cái tên, đó là ba Ủy viên Bộ Chính trị gồm Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình, Trần Cẩm Tú. Đồng thời tác giả cũng gọi cho ba cái tên khác đều là Ủy viên Trung ương Đảng nhưng hàm Thượng tướng và Thứ trưởng Bộ Công an, đó là các ông Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Đây được xem là đánh giá thận trọng, bởi tiền lệ chưa có Bộ trưởng Bộ Công an nào chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng, nhưng chưa cũng không có nghĩa là sẽ không có. Mới đây nhất, một nguồn tin nội bộ cho biết đang bầu chọn Bộ trưởng Bộ Công an trong ba cái tên là Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú và Nguyễn Văn Nên. Tuy nhiên, thông tin này không có cơ sở cho lắm, vì việc bỏ phiếu chọn Bộ trưởng Bộ Công an không có trong chương trình làm việc của Quốc hội. Đồng thời, trong thời gian này không có bất kỳ cuộc họp nào của Bộ Chính trị hay Trung ương Đảng để có thể quyết định vấn đề này. Bởi hầu hết các Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương Đảng đều là đại biểu Quốc hội. Trong nhóm 3 Ủy viên Bộ Chính trị mà BBC đưa ra, theo một số nhà phân tích, họ có lợi thế hơn 3 Ủy viên Trung ương Đảng. Ba Ủy viên Bộ Chính trị được xem là ba con sư tử, còn ba Ủy viên Trung ương Đảng chỉ được xem là ba con báo mà thôi. Dù sư tử có ưu thế hơn báo về sức mạnh, nhưng báo cũng có những lợi thế riêng của nó. Hiện tại ông Phạm Minh Chính tạm bố trí ông Trần Quốc Tỏ để điều hành Bộ Công an cho đến khi có Bộ trưởng mới. Có khả năng các bên vẫn đang chiến với phe Hưng Yên để mà giành ghế Bộ trưởng nhưng chưa ngã ngũ. Trận đấu giành cúp vô địch Bộ Công an vẫn chưa cất tiếng còi mãn cuộc. Phe dẫn bàn chưa chắc 100% đã thắng, phải đợi đến khi kết thúc đến chung cuộc thì mới rõ. Hiện giờ cơ hội cho phe Tô Lâm dù ít nhưng vẫn còn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin tranh giành Bộ Công an, ba sư tử tấn công ba con báo, cửa nào cho loài báo đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Một quy định cho thấy chính và Tổng đang muốn đóng cửa chiến nhau đến sành cỏ. Vào ngày 15 tháng 11 năm 2018, khi đó, Quốc hội khóa 14 đã thông qua luật bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó sức khỏe lãnh đạo được liệt kê vào loại này. Đáng lẽ sức khỏe lãnh đạo phải được công khai bởi người dân cần được biết người có trách nhiệm gánh vác việc quốc gia đại sự có đủ sức khỏe đảm bảo cho công việc hay không. Bởi những quyết định của họ ảnh hưởng đến đời sống của dân sinh và ảnh hưởng đến quyền lợi đất nước với hàng trăm triệu người dân Việt Nam. Đảng vẫn hô hào, cán bộ là đầy tớ của nhân dân, thì chẳng lẽ nhân dân lại không được biết quyền về tình trạng sức khỏe của đầy tớ hay sao? Tại sao Đảng lại muốn giấu giếm điều này? Phải chăng có gì tất khuất phía sau? Thật ra, từ trước đến nay, Đảng vẫn luôn che giấu tình trạng sức khỏe của các lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao nhất. Cho đến khi không thể giấu được nữa, ví dụ như trường hợp của ông Nguyễn Bá Thanh và Trần Đại Quang, tự nhiên lăn đùng ra chết. Tuy nhiên, bức tranh thì vẫn luôn dọn ra ngoài, và sức khỏe của họ cũng như vậy, không phải dân có tài pháp gì, mà vấn đề sức khỏe của lãnh đạo Đảng cũng như nhiều vấn đề khác thường được chính những đồng chí trong Đảng tung ra nhằm mục đích nào đó của họ. Có thể họ muốn tung cú bồi hạ gục đối thủ, cũng có thể họ muốn tố cáo kẻ đã ra tay hạ độc thủ đồng chí, cũng có thể vì vấn đề tâm lý muốn chia sẻ bí mật. Vào năm 2022, khi Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vắng mặt để đi chữa bệnh, thì tin tức cũng bị lọt ra ngoài và người dân cũng biết. Theo thông tin rò rỉ hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường xuyên phải nằm tại Bệnh viện Quân y 108 để được các bác sĩ chăm sóc sức khỏe. Những thông tin như thế này nếu không phải do người trong nội bộ nói ra thì ai có thể biết đây. Thậm chí người dân bây giờ còn biết rất chi tiết. Vào ngày 22 tháng 5 vừa qua, ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 440 ban hành danh mục bí mật của nhà nước trong lĩnh vực y tế. Theo đó, danh mục bí mật nhà nước ở độ tối mật bao gồm hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư của Trung ương Đảng. Câu hỏi đặt ra là vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại liệt kê thông tin sức khỏe của lãnh đạo vào diện tối mật như thế? Phải chăng Đảng đang chuẩn bị cho một điều gì đó bất thường? Kẻ tham nhũng thì rất sợ minh bạch. Càng thiếu minh bạch, quan chức càng mạnh tay đòi tiền hối lộ. Đó là điều tất yếu, tương tự như vậy. Khi nhân dân biết về sức khỏe của lãnh đạo, thì các đồng chí lại ngại ra tay với nhau. Cho nên, khi thông tin về tình sức khỏe lãnh đạo càng bí mật, thì các đồng chí mới càng dễ dàng ra tay để mà triệt hạ lẫn nhau bất ngờ. Bởi lúc đó, tội ác được che giấu rất kỹ. Vậy phải chăng bằng quyết định số 440, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính đang muốn đóng cửa Bộ Chính trị để các đồng chí tùy ý thuốc nhau mà không sợ người dân biết? Chính trường hiện nay đang vô cùng hỗn loạn vì các phe phái đang triệt hạ nhau để tranh giành quyền lực. Vì quyền đi với tiền rất nhiều. Dùng hồ sơ đen hạ đối thủ như Tô Lâm đã làm đối với ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ không phải ai cũng có thể dùng cho được. Phải nắm trong tay bộ máy điều tra khổng lồ mới thực hiện được theo cách như thế. Nếu không nắm được cơ quan điều tra thì chỉ còn một cách khác để hạ đối thủ, đó là thuốc lẫn nhau. Mà khi đưa thông tin về sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính trị vào diện tối mật thì lại càng mạnh tay giăng bẫy đối thủ mà không lo sợ bị vạch trần bất ngờ. Cuộc chiến quyền lực hiện nay trong Đảng vẫn chưa ngã ngũ bởi vẫn chưa công bố người kế nhiệm ông Tổng Bí thư. Ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn bám ghế sang nhiệm kỳ thứ tư, và ông Phạm Minh Chính thì chưa thỏa mãn với chức Thủ tướng. Còn Tô Lâm thì vẫn chưa mất hết hoàn toàn ảnh hưởng ở Bộ Công an. Tô Lâm dù bị tước binh quyền nhưng không thể xem ông là kẻ vô hại. Con hổ dù bị nhổ nanh thì vẫn là hổ, tương tự như Trần Đại Quang trước đây vậy. Biết đâu quyết định số 440 là bước chuẩn bị về mặt pháp lý cho những kẻ đang thắng thế xử lý Tô Lâm thì sao?
ở đất nước này mỗi quy định mới thường xuất phát từ một toan tính nào đó, có thể là âm mưu chính trị hoặc có thể là lợi ích nhóm. Như quyết định số 440 thì liệt thông tin sức khỏe lãnh đạo vào diện tối mật, hoàn toàn không phải vì lợi ích của nhân dân mà chỉ vì lợi ích của nhóm chính trị nào đấy trong Trung ương Đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin một quy định cho thấy chính và tổng đang muốn đóng cửa chiến nhau đến xanh cỏ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.